Thưa quý vị, hiện công suất cấp nước của thành phố Đà Nẵng đạt khoảng 350.000 mét khối một ngày đêm. Để đảm bảo an ninh nguồn nước, thành phố đã đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để xây dựng nhà máy nước Hòa Liên, công suất 120.000 mét khối một ngày đêm. Dự kiến công trình trọng điểm này sẽ đưa vào vận hành vào dịp 29 tháng 3 năm nay. Được triển khai vào tháng 3 năm 2020, đến nay nhà máy nước Hòa Liên đã hoàn thành, nhưng do vướng một số thủ tục nên chậm nghiệm thu, bàn giao, đưa vào khai thác. Trước thực tế này, tại buổi kiểm tra vào ngày 9 tháng 3 vừa qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo các đơn vị chức năng gấp rút hoàn tất thủ tục liên quan để đưa nhà máy đi vào hoạt động. Tôi cho rằng đến thời điểm này vẫn chưa bàn giao được là quá chậm. Nên là tôi đề nghị cái công trình này thì chúng ta phải hoàn thành tất cả các cái thủ tục và phương án từ nghiệm thu bàn giao đến vào quản lý khai thác vận hành trong tháng 3 và chậm nhất là ngày 1 tháng 4 phải đưa vào quản lý khai thác vận hành để phục vụ cho đời sống dân sinh của nhân dân thành phố. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, có khả năng mùa cạn năm 2023 sẽ rất khó khăn về nguồn nước đối với khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam do nắng nóng, xâm nhập mặn và lượng mưa ít hơn trung bình nhiều năm. Trong khi đó, nhu cầu dùng nước sạch sinh hoạt tại thành phố Đà Nẵng đang tăng nhanh, nhất là vào mùa hè. Đây cũng là mùa cao điểm du lịch của Đà Nẵng, nên nhu cầu sử dụng nước tăng cao. Do vậy, việc gấp rút đưa vào vận hành nhà máy nước Hòa Liên là vô cùng cần thiết. Hiện nay, nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1 đã hoàn thành, đã đủ điều kiện để phát nước vào hệ thống. Thì theo kế hoạch, thì ngày 29 tháng 3 sắp tới, thì nhà máy nước thành phố sẽ khánh thành nhà máy nước Hòa Liên. Và sau đó thì nhà nước Hòa Liên sẽ đi vào hoạt động và cấp nước cho thành phố, đặc biệt trong mùa khô sắp đến. Sau khi đưa nhà máy nước Hòa Liên vào hoạt động, công suất cấp nước của Đà Nẵng sẽ đạt gần 470.000 mét khối một ngày đêm, đủ đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của toàn thành phố.